Chào mừng anh em đến với Mitamen. Chúng tôi là đơn vị chuyên nhập khẩu, xách tay các mẫu quần jean nam cao cấp chính hãng hàng hiệu. Và nếu như anh em cũng đang tìm kiếm cho mình về những sản phẩm quần jean nam tốt, chất lượng cao thì anh em hãy nhanh tay đăng ký kênh, bấm chuông để tiện cập nhật cũng như là theo dõi cho mình về những mẫu sản phẩm mới nhất, đẹp nhất, hot nhất từ Mitamen anh em nhé. Ở trên màn hình của quý anh em đây, mình đang có một chiếc quần jean nam Levi có mã là 513, form dáng slim fit. Và màu sắc này là một trong những màu sắc cực kỳ hot trend, rất là phù hợp với tất cả những lứa tuổi khác nhau và ai cũng có thể mặc được. Nhìn qua một chút thì chúng ta có thể thấy là ở bên trên này, chúng ta sẽ vẫn có một cái chiếc tag của Levi, đó 513, và size này là size 30. Size 30 thì nó sẽ phù hợp với những anh em từ 60 cho đến 65 cân. Và cái form dáng của em nó là form dáng slim fit, tức là ống đứng anh em nhé. Cái độ mở ống của chiếc quần này thì nó sẽ vừa phải, nó không quá rộng mà nó cũng không quá bó như quần ống côn. Nhìn qua tổng thể sản phẩm của chúng ta thì đang được sử dụng hai màu chỉ, đó chính là màu chỉ màu vàng cũng như là màu chỉ xám ghi. Nó rất là nổi bật trên cái nền màu xanh tím than như thế này. Và chất liệu của sản phẩm này thì sẽ được sử dụng là chất liệu vải jean denim anh em nhé. Đó, anh em thấy là vải jean denim thì nó sẽ có những cái chấm trắng như thế này, rất là bền và mặc thì cực kỳ là mát. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ còn có cả thêm cả một chút có giãn nhẹ nữa anh em ạ. Đây là một chiếc quần mới, chính vì vậy nó còn nguyên tem mác cũng như là siêu. Bên phía này thì là red tag của Levi, quá đẹp luôn đúng không ạ? Không làm anh em chờ lâu nữa thì mình sẽ mở ra anh em cùng xem. Đây chính là cái phần ống của phần Levi anh em nhé. Anh em thấy cái đường chỉ chạy nó rất là nổi bật ở trên cái nền màu xanh tím than như thế này, và cái độ mở ống của sản phẩm quần jean nam slim fit thì nó sẽ rất là vừa vặn với cổ chân của chúng ta. Anh em có thể thấy là những cái đường chỉ may thì cực kỳ là sắc nét cả trong lẫn ngoài đó anh em nhé. Anh em giặt thoải mái, không bao giờ sợ bị xù, bị nhăn hay là bị phai màu. Còn đây mình sẽ cho anh em xem về cái mặt trước thực tế của sản phẩm này. Như anh em có thể thấy thì là mình đang quay ở trên màn hình nên là cái ánh sáng nó hơi bạc một chút, nhưng mà thực tế thì cái màu sắc bên ngoài của nó đây, nó sẽ là màu xanh biển đậm anh em nhé. Đây mình sẽ cầm gần đây cho anh em xem. Đó, rất là đẹp. Và cái màu này thì anh em mặc sơ mi thì cực kỳ lịch sự cũng như là chững chạc trưởng thành. Phía bên trên đây chúng ta sẽ có cái chiếc đinh tán được làm bằng đồng đó, và chiếc quần này của chúng ta thì được xách tay tại Mexico anh em nhé. Mình sẽ cho anh em xem đầy đủ tất cả cái tem tag cũng như là mã số của quần, anh em hoàn toàn yên tâm. Đây là một trong những sản phẩm mới của năm nay nên là được rất là nhiều anh em lựa chọn và săn đón. Túi thì cực kỳ là to, dày, dài, anh em có thể để thoải mái ví tiền, điện thoại, những cái bản to mà không sợ bị nông, kể cả mặt trước cũng như mặt sau của sản phẩm của chúng ta thì cực kỳ là tuyệt vời. Anh em có thể xem đây, cái màu ấy cực kỳ là sang anh em ạ. Mà cái chất liệu vải thì nó có co giãn nhẹ một chút, mình sẽ kéo ra cho anh em cùng xem. Anh em thấy không ạ? Rất đẹp. Và để sở hữu cho mình một sản phẩm quần jean nam cao cấp, chất lượng, chuẩn chính hãng thì anh em hãy nhanh tay liên hệ tới Mitamen qua số điện thoại mà mình đã để ở bên phía dưới góc màn hình đây. Và ngoài ra những thông tin khác bên mình có để ở bên dưới phần mô tả, anh em kéo xuống và để lại số điện thoại hoặc là chiều cao cân nặng thì bên mình sẽ có nhân viên tư vấn các bạn lựa chọn đúng size số của mình để mặc vừa vặn nhất, đẹp nhất. Và rất là cảm ơn anh em đã quan tâm cũng như là ủng hộ Mitamen trong suốt thời gian vừa qua. Anh em đừng quên ấn like, đăng ký kênh, bấm chuông để tiện cập nhật cũng như là theo dõi cho mình về những mẫu sản phẩm mới nhất, đẹp nhất, hot nhất từ Mitamen anh em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại, và chúc anh em một ngày vui vẻ.